đấy, ngâm trơn sạch luôn. Rồi đấy, sạch bóng luôn. Chán đã phát rồi, bây giờ là ngâm lại thôi. Thông thường thì hàng ngày thì mình số lượng ốc nhỏ và ốc to mình bán loại nào nhiều hơn được? Không, tùy theo khách, lúc nào mình cũng phải lấy số dư một ít. Bán được khoảng 20 cân ốc to, 20 cân ốc con. Mà ốc nhỏ 20 cân là cũng rất là nhiều. Nhiều mà, vừa nhảy vừa bán. Mình cầm con ốc cậu này. Cầm ngầm ốc rất là sạch sẽ luôn, không có một chút nhớt nào luôn. Tôi cũng luộc ốc như này thì xong rồi cái nước ốc này cô lại chắc nước lọc, ốc chắc lọc đi để làm canh. Đây để xe đây. Đấy đấy trên ghế đấy được rồi. Ốc nguội này là phải luộc đến đâu bán đến đấy. Đấy. Nó phải sôi 15 phút thì con ốc nó mới hết cái nhớt. Đấy. Thì nó mới ngon, mà luộc là phải cho nhiều muối, con ốc nó mới đậm. Nhưng mà cho nhiều muối như thế thì cái nước ốc của mình nó có bị đậm không cô? Dĩ nhiên là bị đậm thì mình phải đun là nước cốt ra thêm nước và mình mới đun. Vâng. Chứ mình luộc làm sao nhiều nước được. Nhiều nước thì con ốc nó không bao giờ ngon. Vâng. Đấy, tức là lúc nào mình chế nước thì lúc đấy mình đúng cho dầm bẫm. Lúc nào đun canh thì mình mới cho dầm bẫm. Vâng. Đấy. Đây là mình cố hết cái bọt đi nhé. Luộc bao giờ con ốc nó phải chổng mông lên này thì nó mới ngon. À thế ạ? À? Ừ. Nhìn thấy chưa? Vâng. Ê, cô nó nói chổng ngược lên này. Đấy, lộn phập cái đít lên. Đấy. Gần như con nào cũng chuẩn bị này. Thì mình phải để cho nó kỹ như thế nó mới ngon. Nó mới ra hết cái nhớt. Tầm này là sắp được chưa cô? Sắp được rồi, chuẩn bị vớt rồi. Các bạn như cô vừa chia sẻ là ốc có thể chuyển mông lên thì lúc đấy mới là được các bạn nhé. Đúng không? Lội hết đít này. Thế là bây giờ mình cứ ngâm nguội là mình sử dụng được rồi. Rồi. Ngâm ngày xong một lúc là mình bắc lên cho nó nguội. Nguội xong mình cho tủ lạnh một lúc bắt đầu nó róc con ốc nó mới ngon. Đấy, lúc này mình tới đang là 12 rưỡi rồi các bạn. Trong nhà rất là đông. Mình ngồi kín trong nhà. Vâng ạ, để cháu xin. Ôi, sao cái vỏ ốc bên này nó lại trắng nhỉ? Con nào đẹp thì chị bày làm mẫu thôi. Con nào thật đẹp thì vâng ạ. Cô có cái gáo tre nhìn hay quá. Chơi trả lại 4.000. Đây. Đây như một suất như này mình sẽ bán bao tiền? 40.000 một suất em ạ. Của em mấy suất? 86.000. Chị ơi, trả lại 4.000 chị ơi. Anh nhà anh cốc này. Thông thường thì ốc nhỏ là mình sẽ nhảy trước. Đó, vừa nhảy vừa bán, nhảy đâu bán lên đấy. Thế là còn chủ yếu là ốc to là mình cứ khách ăn thì mình cứ nhảy đúng thôi. Đúng rồi, có khách thì nhảy. Suất của ốc to ạ. Ốc to không à? Túi đâu rồi. Mang ghế về. Một suất nữa à, mang về à con. Ok. Đây cháu ơi, chăm bóng đây. Ốc của cô nhìn rất sạch cô nhỉ. Ngâm sạch sẽ. Nhìn con ốc cô nhảy ra là nhìn nó rất sạch luôn. Ai ở biết được mà mắng cầu đấy. Có rồi. Rồi ok, để cô lấy cho. Bà ngái cho cháu ít hành khô nhá. Cháu thấy người ta mua về cũng nhiều không nhỉ? Đúng rồi, nắng quá người ta về nhà ta ngồi cho mát. Ngồi quán về hè nó hơi bị nóng. Trong nhà mình nó cũng chật. Đúng rồi. Sơi cơm, nấu cơm, sơi xong rồi có người đưa về. Này, ba suất này, 120.000 này, giả lại này. Bác giả lại em cái này. 380.000. Cô nhà mình thế này mở hàng cho em được bao nhiêu năm rồi cô? Chị bán lâu, mấy chục năm rồi. Vâng. Đời cha xong rồi đời mẹ, đời con, biết là ba đời đi. Ừ, ba đời mình bán bún ốc nguội ở đây. Rồi. Tức là vẫn một địa điểm này. Một địa điểm xác. Ồ, vâng. Cái gì đây? Mang cái túi xương cho, chờ em tí rồi em làm lấy cho.
cho em vào cái túi đi ạ. Bên dưới nhà mình lại có cái ô kiểu dạng miệng nhỏ như này. Có cái hũ. À, gọi là cái vỏ. Vâng. Lấy túi cũng thôi. Đâu là bị đổ. Bác tương ơn làm 5 đại luôn các bạn. Bỏ đấy con. 3 xấu này. Được. 4 xấu nhé. Không, này là giấy. Ở đây ngõ cũng rất là chật hẹp thì cũng để xe cũng hơi bị hạn chế một chút. À, các bạn đến là sự khó là nhường nhau một chút các bạn nhé. Anh muốn để xe đâu chị ơi. Đây. Không phải còn đúng không? Lao để cho khách vào chỗ đứng cửa. Năm sáu nha. Toàn nhà phục vụ lấy nhau. Đây giấy em đâu hết nhắn rồi này. Đây cô để cháu lấy giấy. Bà ơi, bún nó có chưa? Có đầy, mấy túi kia rồi. Ngày, các ngày trong tuần thì mình có nghỉ vào ngày nào? Không nghỉ ngày nào em ạ. À, thế là ngày nào mình cũng bán. 15 nghìn nữa, tí nữa. Trong này mình sử dụng hoàn toàn là nước ốc luộc và dấm bỗng thôi ạ. Nước ốc với dấm bỗng. Cả cho một tí màu điều và cho nó có màu. Không đổi, không đổi đâu. Cái này mình có thêm cả một chút màu điều. Đúng rồi. Ôi, thế là khách ăn ốc nhỏ thì giá tiền mình có thay đổi không ạ? Có, giá tiền thay đổi. À, thế là ốc nhỏ là có giá bao tiền? 30 nghìn, ốc to lẫn là 40 nghìn. Vâng. Ai ăn thêm gọi thêm. Thế là ốc to riêng là bao nhiêu tiền ạ? Ốc to không hề. Nếu mà ai ăn nhiều thì tính thêm nhiều. À. Đấy, nhiều tiền. Thế là ốc nhỏ thì là có giá 30 nghìn. Ốc nhỏ thì là 30 nghìn. Ốc to không thì là có giá 40 nghìn. Cũng 40 nghìn mà lẫn cũng 40 nghìn. Lẫn 40 nghìn. Ai ăn thêm thì tính thêm tiền. Ăn nhiều ốc thì tính nhiều tiền. Vâng ạ. Thế là ốc nhỏ đó. Ốc nhỏ này người đẹp ơi. À, ốc bát đấy có giá là 30 nghìn. 30 nghìn. Có thìa không? Có thìa. Bạn mượn thìa. Không ăn quen cắt. Ồ, cái hết nước mình lại tiếp tục tiếp nước. Bạn gái nghe giọng như ở miền trong sao ấy nhỉ? À, em gái có hay ăn ở đây không? À, lần đầu tiên ăn ở đây à? Thế là ai chỉ em quán này hay là em tự tìm tới? TikTok đã đưa em tới này. À, TikTok đã đưa em tới đây. Thế em đi với ai hay em đi một mình? Dạ, em đi một mình. Ồ, thế là phải rủ bạn đi với ăn mới vui chứ. Chứ có bạn hay là... Thế là em ra chơi hay là em đi ra có công việc? Em đi du lịch. À, đi du lịch à? Ok, anh cảm ơn em nhé. Con làm bạn vừa giới thiệu vừa ấy. Thế ba chị em là ai mà ngon hơn? Vâng, đây con xin. Cái bát này của con là có giá 40 nghìn đúng không ạ? Ừ, đúng rồi, 40 nghìn. Ok, thì bây giờ mình cùng các bạn thưởng thức món này nhé. Trong này nó có 5 con ốc to này các bạn này. 5 con ốc to cộng với lại ốc nhỏ nữa. Đấy, bún một đĩa. Ở đây thì cô có cái ớt xào, ớt sa tế. Và trong này thì cô có rắc thêm một chút cái hành khô các bạn nhé. Đấy, thì suất này của mình là có giá là 40 nghìn các bạn nhé. Bạn nào mà ăn ốc nhỏ thì có giá 30 nghìn. Ốc to riêng là cũng có 40 nghìn. Và to lẫn là cũng 40 nghìn, còn ăn thêm thì sẽ tính tiền thêm các bạn ạ. Cái cách ăn của bún ốc nguội là các bạn ăn cho từng tí, ăn từng miếng một nhé. Kiểu ở dạng ăn chấm ấy, chứ không phải là các bạn thả hết bún vào ăn đâu. Mình sẽ thử cái nước canh ốc này trước nha các bạn nhé. Các bạn nhìn nước canh ốc có một cái màu vàng ngả cánh rán. Cái này thì hoàn toàn là cô sử dụng là nước ốc và dấm bỗng. Cô có cho một chút cái dầu điều trong này để lấy màu các bạn nhé. Nước ốc rất là ngọt và nó hơi thoang thoảng thơm một chút cái vị của ốc ấy các bạn. Bởi vì đây là cô sử dụng hoàn toàn bằng nước ốc. Thêm nữa là khi mà mình nuốt vào bên trong thì nó sực lên cái vị dấm bỗng rất là thơm. Vị chua trong cái nước ốc của cô là nó dịu, uống vào rất là thanh. Thế bây giờ là mình sẽ cho một chút ớt xào, ớt sa tế này. Bạn nào ăn được cay sẽ cho nhiều nhé. Thế cô nói với mình là ớt này cũng khá là cay. Trong này có chút hành khô. Mình sẽ cho một ít một chút. Mời các bạn nhé. Mày lấy đông như thế nào? Hả? Mày lấy một mình mày à? Ốc ăn rất giòn. Và nó gần như là mình hoàn toàn mình không thấy có một chút nào là ốc con trong này. Không bị sạn. Mình nhai vào nó sần sật đi các bạn. Đây là ốc to này các bạn. Cô ngâm rất là kỹ. Có tí hành không? À dạ, vâng. Đây cô bảo là cô sẽ cho mình một ít hành khô thôi. À.
Ô, nếu mà khách gọi thêm hành khô này thì sẽ tính bao tiền ạ? Không tiền. Không tính tiền ạ? Ồ, vâng. Thế bạn nào ăn hành khô thì cô sẽ cho thêm nhé. Hành xin thì cũng có. Đây, thế ạ. Mời các bạn. Ăn cái này nó có một chút rất là đặc biệt và nó rất là khác lạ so với những cái bún ốc nóng mà các bạn ăn thông thường. Vì cái này ăn là các bạn ăn cái ốc này là các bạn cứ theo kiểu là chấm chấm được ít một như này này. Đấy. Rồi các bạn ăn cùng ốc cộng với lại nước canh ốc này. Ăn nó rất là thơm vị ốc, dậy lên được nhiều cái hương thơm của giấm bỗng. Và giấm bỗng ở đây cô cho rất là hài hòa, nó không bị quá gắt. Má ơi, bình thường mình ăn ở đây thì mình có rau sống kèm theo hay là như nào, hay chỉ độc như này? Rau, rau này cũng độc. Vâng. Nguội này chỉ có mỗi canh và bún thôi. Vâng, thế tức là chỉ có mỗi canh và bún thôi. Hành khô là ăn thêm. Ăn thêm. Vâng. Nhưng mà chính là hành của nó là cho cái ớt thì ăn vào nó ngon hơn. Cho cái ớt sa tế của cô thì nó hơi cay cay. Ớt cay ngon. Là về cái mùa hè nắng nóng 37, 38 độ ngoài đường này. Ăn cái gì cũng thấy chán các bạn. Đi ăn bún ốc nguội này mát, nó chua chua mát ngon. Ngon quá các bạn. Này, các bạn ngồi cạnh nhà cô là chuẩn lắm, hết nước là xin luôn. Có nhiều bạn không biết ăn để nguyên lại nước. Vâng, không biết ăn nước mà ăn cái này ngon ở cái nước nữa. Thôi thì một lúc nó ở gọi đến đường như ra xin ăn nước. Nó không gọi. Tôi làm một tối mẹ rồi. Cái nước canh ốc này của cô nó không bị mặn, ăn nó chua chua dịu dịu, ngọt ngọt. Tất cả. Ăn nó mát. Vừa ăn vừa bọc vừa ăn vừa chua vừa tất cả đấy các bạn ạ. Thì đấy là tất cả những nhận xét của mình nhé. Còn giờ mình xin phép là dùng hết bát bún ốc nguội này và hẹn gặp lại các bạn ở trong những clip sau nhé. Chào các bạn. Ăn một lần nó nghiện luôn. Ăn một lần nó nghiện luôn. Vâng. Em hay ăn buổi trưa hay buổi chiều? Thỉnh thoảng đi ăn với bạn thôi, không phải là xa nhưng mà kiểu không tiện đường hay không là đi chơi với bạn thì sẽ đi ăn. Ví dụ như bún chả thì anh có thể đi những nơi khác, anh ăn không ăn quán này thì anh ăn quán khác được, nhưng mà cái bún ốc nguội này em không thấy đâu có cả. Thế lại nó cũng ngon thật. Ừ, ok, anh cảm ơn em nhé.